Tại thành phố Tam Kỳ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ trao tặng bằng Tổ quốc ghi công nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Dự lễ còn có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho 73 thân nhân các gia đình liệt sĩ ở các tỉnh thành phố nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sáng cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và tỉnh quảng nam đã đến dân hoa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh quảng nam và tượng đài mẹ thứ tại xã tam phú thành phố tam kỳ